Mưa trên đồng Anacut. Hồi ức chiến trường ca. Tác giả Trần Ngọc Phương, giọng đọc Hải Yến, số 19. Lính tăng gia. Chẳng biết từ bao giờ mà lính tráng gọi việc trồng rau, nuôi gà, nuôi heo là tăng gia. Chỉ biết rằng khi bọn tôi vào lính, đã nghe mấy anh lính cũ gọi vậy rồi, nghe hoài thành quen. Từ tăng gia đối với lính không còn chút nghĩa gia tăng nào, mà chỉ đơn giản là trồng rau, trồng bí, nuôi gà, nuôi heo vậy thôi. Hồi chưa vào lính, cứ nghĩ rằng chuyện trồng trọt chăn nuôi là chuyện của lính sản xuất, chứ lính chiến thì chỉ lo chuyện đánh nhau thôi. Nhớ lúc còn huấn luyện ở Phú Tài, tiểu đoàn cho đăng ký nguyện vọng. Gần cả 100% có nguyện vọng làm lính chiến đấu. Mấy anh chàng vừa rời ghế nhà trường còn ngây thơ và lý tưởng lắm. Về trung đoàn 95 lên chốt ở cao điểm 312, sau này gọi là chiến dịch giữ bàn đạp. Hơn một tháng, súng đạn rèn rũa cho tỉnh người ra, hiểu ngay thế nào là lính chiến. Không hào hùng ôm súng, nhảy lên xung phong, dáng hiên ngang, tạc trên nền trời, đỏ rực lửa đạn như trong phim thường thấy. Mà thời giữ bàn đạp 312, cuối tháng 7 năm 78, cả một sư đoàn địch, hình như là sư 801, vây đánh trung đoàn 95. Bao nhiêu là cối, pháo giã vào các điểm chốt của trung đoàn. Lính chốt phải chui vào hầm chữ A chịu trận. Ngớt pháo lại chui ra, ngóc đầu ra khỏi thông hào quan sát địch. Dòng giã cả tháng trời, ngủ hầm ăn cơm vắt, chịu mưa dầm. Bao nhiêu nỗi khổ, một tháng không tắm giặt, rẻ lở hắc lào. Ăn, ngủ, đái, ỉa đều trong hầm. Cả mùi máu, mùi xác chết. Địa ngục trần gian là đây, chứ đâu xa. Lớp lính tháng 9, 78 bọn tôi nếm mùi lính chiến chừng hơn một tháng. Mọi ảo tưởng bay biến, chững chạc, cứng cáp trông thấy. Đúng thiệt, không nơi nào rèn luyện con người nhanh bằng chiến trường. Súng đạn không đùa và cũng không cho ai cơ hội sửa sai. Chỉ hơn tháng giữ chốt đủ để tân binh bọn tôi biết mùi gian khổ, ác liệt và biết cảm giác khó chịu đến thế nào khi cơ thể thiếu rau xanh. Bởi vậy lính, anh nào cũng biết giá trị của từng cọng rau. Đóng quân ở đâu là tranh thủ trồng rau ở đó, chẳng đợi ai nhắc nhở. Hai loại rau dễ trồng, dễ ăn nhất là rau muống và rau cải. Vì là đơn vị chiến đấu cơ động liên tục, chẳng mấy khi được đóng quân lâu một chỗ, nên nhiều khi heo gà nuôi đang sức lớn, những luống rau xanh mơn mởn chưa kịp ăn, đã vội thu dọn lên đường. Đến nơi đóng quân mới, lại điệp khúc thiếu rau xanh, lại kiếm rau rừng, lại khai phá đất để tăng gia. Nhớ chiến dịch giải phóng Campuchia gần một tháng, vừa hành quân vừa đánh địch, toàn ăn cơm sấy, cơm vắt, người khô dốc. Vừa dừng quân tại Chom San, bọn tôi đã xuống mép hồ tìm rau. Giải đất tiếp giáp với hồ ẩm ướt, cỏ mọc tùm. Bọn tôi chỉ biết có mỗi một loại rau dại là rau tàu bay, nhưng không có nhiều. Anh Bảo chỉ cho bọn tôi một loại cỏ mọc rất nhiều ở đây và nói đây là rau dẻo. Cả cỏ chai anh cũng gọi là rau. Rau thài lài mà chúng mày cũng không biết à? Đã nghe câu gái phải hơi chai như thài lài gặp cứt chó chưa? Anh Bảo còn dặn bọn tôi hái luôn rau dền gai non, ăn được tất, luộc chín gai nó cũng mềm. Chiều hôm đó, trung đội tôi được bữa rau ngon nhớ đời. Khi cơ thể thiếu rau, nhai cọng cỏ dại cũng thấy ngon.
các vị chỉ huy cũng đã lường trước chuyện này, nên cho lính cắt môn ngứa phơi khô mang theo. Lính Tráng cứ tấm tắc khen, không ngờ môn ngứa xào lại ngon đến thế. Đã thành truyền thống, hậu cần chỉ cấp cho đơn vị lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm. Rau xanh các đơn vị phải tự túc. Vì vậy, đơn vị nào cũng có tổ tăng gia, thường là thương binh, lính mất sức đợi giải quyết chính sách. Hạt giống rau do hậu cần trung đoàn cấp thường chỉ có hai loại, hạt củ cải và hạt rau muống. Củ cải ăn lá không ngon nhưng dễ trồng. Thường lính trồng chưa kịp có củ đã nhổ ăn, chẳng mấy khi được ăn củ. Rau muống thì trồng rau muống hột vì dễ mang theo giống. Không riêng gì tổ tăng gia, lính các trung đội cũng tích cực trồng rau, đậu, bí, bầu để cải thiện đời sống. Chỉ cần được ở cố định một nơi lâu lâu thì bữa ăn hàng ngày của lính khá lên trông thấy. Đầu năm 80, sau mấy lần bị địch đánh cho chạy tan tác, trung đoàn quyết định củng cố lực lượng cho đội công tác Rolapia. Lực lượng tăng cường lấy từ các đơn vị của tiểu đoàn 2. Từ một đội chỉ có 6 người, không có doanh trại, sống trong dân, rất dễ bị địch lẻn về tập kích. Nay bổ sung quân số lên đến hăm mấy người, chia thành 3 tiểu đội, một ban chỉ huy và tổ phục vụ, y tá. Có cả thông tin tiểu đoàn trực tại đơn vị. Lúc này địch đã hoàn hồn, bắt đầu hoạt động mạnh trở lại. Không thể chủ quan như trước, đội công tác xây dựng doanh trại, củng cố hầm hào như một điểm chốt tác chiến độc lập. Tôi nằm trong số quân của tiểu đoàn 2 tăng cường cho đội công tác. Lúc giao nhiệm vụ, đại đội chỉ nói rằng đi công tác một thời gian. Đợt này C8 có tôi và thằng Thận, tưởng rằng chỉ là một đợt công tác thôi, ai ngờ tôi đi một lèo gần 3 năm mới quay lại đơn vị. Còn với thằng Thận là chuyến công tác không có ngày về. Nó đã hy sinh trong một đợt địch tập kích vào đội công tác. Vết thương ở đầu làm nó khi mê khi tỉnh. Lúc mê nó hát, cuộc đời vẫn đẹp sao. Tỉnh lại nó hỏi, anh em có ai bị gì không? Năm ngoái, lần đầu tiên lính đội công tác tổ chức gặp mặt tại Quy Nhơn. Mấy mươi năm nay mới gặp lại, người quên kẻ nhớ, bao nhiêu chuyện cũ ôn lại. Thằng Nghĩa, thông tin trung đoàn, từng xuống công tác tại Rolapia nhận xét. Lính đội công tác ăn uống đầy đủ nhất trung đoàn mình, nhưng ở đó phiêu quá, địch hốt dễ như không. Cách xa 80 cây số, trung đoàn biết thì cũng đã muộn. Là nó nghĩ vậy thôi, chứ để hốt được phải huy động lực lượng cỡ tiểu đoàn đánh rồi liệu có rút được không. Thằng Nghĩa nói ăn uống đầy đủ vì dân làng hay đi săn. Thú rừng ở Rolapia rất nhiều, các tay thợ săn như Tà Đưa, Tà Di thuộc hàng siêu thiện xạ, vác súng đi chắc có thịt mang về. Cá ở đây cũng nhiều, mùa mưa dân làng bắt cá từ rổ băng. Sau những cơn mưa lớn, nước tràn lên các khe suối, người ta hạ rổ băng xuống đợi nước rút rồi bắt cá, làm chơi mà ăn thiệt. Mỗi lần dân làng bắt được vài xe bò cá chia cho cả làng, bộ đội cũng có phần. Thịt cá không thiếu, nhưng rau xanh thì thiếu trầm trọng. Những ngày đầu, việc tăng gia giao cho anh Chánh và anh Thành, hai ông già của đơn vị. Khổ nỗi, anh Thành gốc gác là dân biển, cả đời không biết đến trồng trọt. Còn anh Chánh, cựu sinh viên trường kỹ thuật Phú Thọ, dân cày đường nhựa chính hiệu. Mặc dù hai chiến sĩ tăng gia rất tích cực, nhưng phần thì chưa quen trồng trọt, phần thì trâu bò phá, nên có trồng mà chẳng có ăn. Anh em góp ý nhiều lần, bực quá, anh Chánh kiên quyết xin nghỉ. Đội trưởng Vinh gọi tôi lên nhà ban chỉ huy, giao nhiệm vụ làm tăng gia cho đơn vị, với lời hứa
sẽ huy động anh em hỗ trợ tối đa. Đương nhiên là phải chấp hành mệnh lệnh. Vậy là tôi thành lính tăng gia. Gần sát doanh trại của đội công tác có một cái hồ nhỏ được tạo thành bởi một cái đập. Bờ đập cũng chính là đường từ đội công tác vào làng. Cái hồ này có nước quanh năm, nhưng mùa khô thì phải lội ra gần giữa hồ mới có nước. Vườn tăng gia của đơn vị ở ngay mép hồ. Anh Chánh và anh Thành rào quanh vườn để trâu bò không vào phá rau. Nhưng hàng rào yếu quá, lâu lâu lại có một vụ trâu bò phá rào vào ăn rau. Không những rau bị ăn hết mà những đám rau bị trâu bò ăn thường rất khó phục hồi. Vậy là bộ đội thiếu rau. Giữ đúng lời hứa, ban chỉ huy đội cho anh em làm lại hàng rào thật vững. Và chủ nhật hàng tuần, mỗi người sẽ vác cho tăng gia một bao phân bò. Phân bò ở đây rất sẵn, tại các chuồng bò chung, phân bò để khô nát thành bột, chất hàng đống. Dân làng chưa biết dùng phân bón. Ngay cả phân ure huyện cấp cũng để nguyên tại nhà thôn trưởng chứ không biết làm gì. Quá ngán ngẩm với chuyện thiếu rau xanh, lần này cả đơn vị ra tay làm hàng rào, cọc to, chôn sâu, chắc chắn để trâu bò không thể phá. Thấy anh em quyết tâm, tôi cũng đâm lo. Chuyến này mà trồng rau không lên thì chẳng biết nói sao với mọi người, nhất là với anh Chánh, bởi sau lần họp đơn vị, tôi lỡ dại nói, tổ tăng gia chưa biết trồng rau. Anh Chánh có vẻ giận và dứt khoát xin nghỉ, còn đề nghị với ban chỉ huy đội để tôi làm tăng gia. Lỡ đốn rồi, phải vác thôi. Hôm đầu tiên, tưới rau cùng anh Thành, phải lội trong bùn, có chỗ ngập quá gối. Ra tới gần giữa hồ, mới múc được nước. Một thứ nước lẫn bùn, quá vất vả. Tôi bàn với anh Thành, đào một cái hố sâu trong vườn, rồi vét mương dẫn nước vào. Đào hố bên trong vườn thì không vấn đề gì, nhưng đào mương dẫn nước vào thì bùn nhão không đào được. Bọn tôi lại phải chặt le về, kè hai bên mương. Mất khá nhiều công sức mới hoàn thành, nhưng cũng bỏ công. Vì từ nay, chỉ cần múc nước trong hố, không phải lội bùn, nước lại trong, tưới rau rất tốt. Mùa cải năm đó, thu hoạch cải củ rất nhiều, ăn không hết phải muối dưa. Vại muối dưa của lính làm từ tre và ni lông, mỗi vại muối cả tạ củ cải. Có lẽ đây là lần hiếm hoi lính được ăn củ cải muối. Tôi còn trồng thêm cà và ớt, giống cà xin từ ông già Lào, rất lạ. Thân có gai mà trái cà thì rất to và ngọt. Dân làng không trồng rau nên chẳng có giống gì để cho. Thấy bộ đội trồng được còn vô xin. Trước cổng vườn tăng gia là cái giếng của đơn vị. Đến mùa khô, các giếng trong làng hết nước, cả làng kéo nhau ra giếng của bộ đội lấy nước và tranh thủ tắm luôn. Đôi khi cùng một lúc cả bộ đội và các cô gái Khmer cùng tắm. Bộ đội thì ở trần quần đùi, gái Khmer thì váy kéo cao lên che ngực, vừa tắm vừa chuyện trò, nhìn ngắm nhau rất là Samaki. Tắm xong nhìn vô vườn tăng gia thấy đám ớt, các cô lại vào xin. Hồi tôi mới trồng ớt, rất nhiều người phản đối. Ngay cả anh Thành cũng nói, lo trồng rau cho anh em có rau xanh ăn, chứ trồng ớt làm chi, nay mai thiếu rau, anh em lại nhằn. Đám ớt tốt và cho trái rất nhiều, hái phơi hàng ngày. Tiếng lành đồn xa, anh Lắm về dự đại hội đoàn ở trung đoàn, còn mang theo một bao ớt khô ủng hộ. Lại còn lấy ớt khô đổi cho mấy bà buôn ở Phumpo được một con heo gần tạ. Thiệt là chuyện trồng rau mà ra thịt. Giai đoạn sau này, lính đội công tác không thiếu rau ăn nữa. Các tiểu đội cũng trồng rau và làm giàn trồng bí. Thanh So đi phép qua
đưa cho tôi 6 hạt giống bí đao, nói rằng giống bí này trái to và ngon lắm, tao mang qua nhiều nhưng đã chia cho các đồng hương trên đơn vị hết, chỉ còn mấy hột ni thôi. Đúng như lời thằng Thanh, giống bí quê nó ngon thiệt. Trái bí dài hơn 1 thước, đường kính mặt cắt ngang hơn 20 phân. Một trái bí mà cả đại đội ăn mấy ngày mới hết. Bỗng dưng mà nói chuyện tăng ra, có lẽ gần đến ngày họp mặt lính đội công tác. Năm ngoái cũng tháng 3 này đây, lần đầu tiên sau gần 40 năm ra quân, đội công tác mới kết nối được và hẹn nhau gặp mặt. Dù chưa đông đủ, nhưng lần đầu vậy cũng vui rồi. Chắc thông qua Facebook sẽ có thêm nhiều người biết tin. Lần đó tôi có hỏi mọi người về anh Đức y tá, nhưng lâu quá mọi người không ai còn nhớ. Mới đây tôi và anh Đức đã gặp nhau qua Messenger, hy vọng lần tới sẽ đông vui. Đà Nẵng, 16 tháng 3 2020. Bữa thịt bò trên chốt. Thế hệ chúng tôi sinh ra trong thời chiến, chuyện bom rơi đạn nổ, nhà cháy người chết chứng kiến hàng ngày. Năm nào cũng dục dịch chạy giặc tản cư. Đất nước chiến tranh, học sinh ngồi trên ghế nhà trường nhấp nhổm không yên. 16 tuổi đã làm lược giải cá nhân để đến đủ 18 tuổi nhập ngũ, trừ trường hợp đang học đệ nhất thì được cấp cho giấy động viên tại chỗ hoặc tạm hoãn cho đến khi thi xong. Rớt thì a lê hấp lên đường. Thời đó tú tài không dễ như bây giờ, rớt nhiều hơn đậu. Nhiều anh nhắm sức mình không qua, bỏ học đăng lính. Thỉnh thoảng trong sân trường xuất hiện mấy anh lính trẻ măng về thăm thầy thăm bạn. Không khí chiến trận tràn ngập trong những câu chuyện của các chàng lính trẻ. Ba tôi là lính, đơn vị ông chuyển đến đâu, nhà tôi theo đến đó. Từ Quảng Đức đến Ban Mê Thuột rồi Pleiku, toàn các tỉnh cao nguyên, biên giới, vùng chiến sự khốc liệt. Nhiều địa danh đã đi vào lịch sử bởi những trận đánh đã diễn ra ở đó quá dữ dội. Cao nguyên cũng là nơi đóng quân của rất nhiều sắc lính cả Mỹ lẫn Việt. Những năm gia đình tôi sống ở Pleiku, cái thị xã vùng cao bé tẹo, đi dăm bước đã về chốn cũ, ngập tràn áo lính. Họ là ai? Là những người lính trên đường ra mặt trận. Pleiku chỉ là quán trọ một đêm, hay những chiến binh từ Tomarong, Đắc Cô, Tân Cảnh, từ Đức Cơ, Pleime trở về sau những ngày đánh nhau ác liệt. Những chàng lính trẻ tương lai mịt mờ, bất cần đời kiểu chàng lính, nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn. Mai ta đụng trận ta còn sống, về ghé sông Mao phá phách chơi, chia sớt nỗi buồn cùng gái điếm, đốt tiền mua vội một ngày vui. Cuộc chiến tác động đến bọn tôi khắp nơi nơi mọi lúc. Bạn bè tôi chẳng tìm ra đứa nào mà gia đình không có người đang là lính. Tin chiến sự bọn tôi nghe được không chỉ trên radio, TV mà còn qua một kênh nóng hổi nữa là những người lính từ mặt trận về kể lại. Chuyện những người trong cuộc kể lại thì trung thực hơn, không tuyên truyền thêm bớt và thường nhuốm màu bi quan, bế tắc, sống không biết đến ngày mai. Mày có thể thoát trận này, trận nữa hoặc vài trận nữa, nhưng không thể thoát hoài được. Đó là lời của anh Dũng, anh của Tín, một đứa bạn cùng lớp với tôi. Trong một lần về phép, anh dẫn Tín và tôi đi chơi. Bọn tôi tò mò hỏi anh đủ thứ chuyện về đời lính. Đời lính qua lời kể của anh, một thiếu úy dù nghe buồn tênh. Tháng 9 năm 1978, tôi vào lính. Ở quân trường chừng hơn 10 ngày, chưa học được cái gì về tác chiến. Ngay cả khẩu AK cũng chưa biết tháo lắp, đã lên đường về đơn vị. Đến nơi mới biết là trung đoàn 95. Nghe thì biết vậy thôi, chứ lính mới mà,
đã từng biết đến tên đơn vị nào đâu. Trung đoàn 95 còn gọi là đoàn Mang Yang, là đơn vị anh hùng. Nhưng chỉ đến khi vào đơn vị, chúng tôi mới biết điều này. Không chỉ vậy, cả những điều mà trước đây bọn tôi biết về chiến tranh trận mạc, về những sinh hoạt của người lính đều chẳng có chút gì tương đồng với đời bộ đội mà tôi sẽ trải qua. Khác biệt đầu tiên dễ nhận thấy nhất đó là sự chịu đựng gian khổ cả về vật chất lẫn tinh thần. Những người lính ngày trước tôi biết, sau những ngày đánh nhau ngoài mặt trận, họ về thành phố đốt tiền mua vội một ngày vui. Họ không phải xa nhà biển biệt. Mỗi năm, bất kỳ người lính nào ở đâu đều có 7 ngày phép thường niên. Đời lính của bọn tôi đa phần đều một lần đi, một lần về, không phép tắc, xả hơi. Quanh năm suốt tháng ở rừng, tiền mua thuốc dê hút còn không có, lấy gì phá phách. Cuối tháng 10 năm 78, trung đoàn tôi tham gia chiến dịch giữ Bàn Đạp. Mãi sau này, khi làm lý lịch quân nhân để phục viên, chúng tôi mới được hướng dẫn ghi đợt chốt giữ ở chân cao điểm 312, gọi là chiến dịch giữ Bàn Đạp. Chứ hồi đó chỉ biết là giữ chốt vậy thôi. Giờ thì có thể hiểu được rằng vị trí mà ngày xưa chúng tôi chốt giữ chính là nơi tập kết vũ khí, quân lương và cả lực lượng để chuẩn bị cho chiến dịch giải phóng Campuchia. Gọi là Bàn Đạp dễ gợi cho ta hình ảnh cái bàn đạp xuất phát của vận động viên. Với bọn tôi thì quả là chính xác. Từ cái bàn đạp lấy đà ấy, bọn tôi đã xông lên tận biên giới Thái Lan, Campuchia. Một cái bàn đạp thần kỳ, đạp một phát bay mất 5 năm, từ cuối 78 đến cuối 83 mới quay về. Có nhiều đứa đạp một phát là bay luôn, không có ngày về. Hơn 5 năm đời lính, chẳng đứa nào có giấy tờ gì, đến cái chứng minh nhân dân cũng không, vì thời đó chưa làm. Chuẩn bị ra quân mới làm lý lịch quân nhân, nhiều mục lắm, nhưng chỉ nhớ mục các trận đánh trực tiếp tham gia, chừa ra 1.5 trang để ghi. Lính trung đoàn tôi mà ghi đầy đủ từng trận đánh, có khi cả quyển sổ mới đủ. Vì vậy, cán bộ mới hướng dẫn chỉ ghi những trận đánh lớn, tiêu biểu và tên các chiến dịch thôi. Nghĩa là bỏ không ghi những trận nhỏ lẻ. Nhưng có trận đánh nào gọi là trận nhỏ với người lính đã hy sinh? Dù đó chỉ là trận một tiểu đội phục kích hay là trận tao ngộ chiến trong một lần tuần tra, thì với người nằm xuống, đó là ngày định mệnh, trận đánh định mệnh, sao có thể gọi là trận nhỏ? Người lính, nhà văn Hoàng Dân đã viết một truyện ngắn kể về những đồng đội của ông đã hy sinh ngày 29 tháng 4 năm 75, đặt tên cho truyện ngắn đó là Chiều Vô Danh. Sao lại vô danh? Dù rằng 30 tháng 4 là một ngày lịch sử, thì trước nó một ngày cũng chỉ là một ngày bình thường. Vô danh như bao nhiêu ngày bình thường khác. Vậy thì hy sinh ở cái ngày vô danh 29 tháng 4 có khác gì hy sinh ở những ngày, những chiều vô danh khác? Hỏi, tức là đã trả lời một phần, rằng nó khác, rất khác. Bởi cái khoảng cách một ngày đó lại là đường biên giới giữa chiến tranh và hòa bình, giữa sự sống và cái chết, giữa bình yên và vất vả gian lao, giữa chia ly và đoàn tụ, giữa tồn tại và hư vô. Cũng là hy sinh, nhưng nỗi đau của người thân dường như lớn hơn rất nhiều lần khi biết con em họ đã ngã xuống vào buổi chiều trước ngày chiến tranh chấm dứt. Lại nhớ những đồng đội lính 78 hy sinh trận 547, đánh nhau suốt 5 năm, bọn nó đã không đợi được thêm mấy tháng nữa. Nhắc lại chiến dịch giữ Bàn Đạp, có lẽ vì nó là chiến dịch đầu tiên trong đời lính của tôi,
ấn tượng về nó sâu lắm. Đã mấy mươi năm mà mỗi lần nghĩ đến, cảm xúc vẫn còn như mới. Nhiều hình ảnh vẫn lưu giữ, mường tượng rất rõ ràng. Trung đội vận tải của K2 lúc này toàn lính mới. Trung đội trưởng là anh Phùng, trung đội phó là anh Bảo, mới điều từ dưới C lên. Chỉ có Thanh và Ngang, hai thằng lính tháng 5 năm 78 vừa đôn lên làm tiểu đội trưởng là đã có tham gia đợt đánh nhau ở khu 200 nóc nhà và các cứ điểm XA, XB. Còn lại, mười mấy thằng đều là lính tháng 9 năm 78 chưa một lần đụng trận. Tuyến chốt của tiểu đoàn 2 gồm 3 chốt C5, C6, C7. Lính vận tải đi về như con thoi từ các chốt này đến các vị trí đóng quân của tiểu đoàn bộ. Hết gùi đạn đến khiêng thương cả ngày lẫn đêm. Nhận bàn giao chốt từ quân 94 lúc 4 giờ chiều đến khoảng 5 giờ, địch bắt đầu đánh chốt C7. Lần đầu tiên chúng tôi chứng kiến tận mắt một trận đánh. Nó đã diễn ra khi bọn tôi đang gùi đạn chỉ còn hơn 100 mét nữa là đến chốt. Thật kinh hoàng. Những thằng lính mới toanh chưa từng biết mùi súng đạn đã phải nằm phơi mình cho cối pháo địch dập cấp tập. Sau đợt pháo cối chừng 15 phút, địch xung phong. Xen lẫn với tiếng súng bộ binh, các loại B-40, B-41, RPD, AK là tiếng hò hét từng đợt của quân địch như để uy hiếp tinh thần lính giữ chốt. Những người lính đang giữ chốt đa phần cũng là tân binh như bọn tôi, chưa một lần đụng trận. Vậy mà đợt xung phong của địch như bị khựng lại khi cách giao thông hào của chốt chừng 10 mét. Dưới sự kìm cặp của lính cũ, quân ta đã đợi cho địch vào sâu mới nổ súng. Những phát đạn tầm gần đã đốn ngã lớp quân địch ở hàng đầu. Khẩu 12 ly 7 khóa tầm, quét ngang đã hốt tiếp lớp phía sau. Đợt tấn công bị bẻ gãy nhanh chóng, tiếng súng địch như tắt lịm. Bọn tôi nhanh chóng chạy ùa vào chốt. Từ dưới giao thông hào nhìn ra, cây cối ở tiền duyên trận địa đổ ngổn ngang. Mặt đất bị cầy xới nham nhở. Đất đỏ và thân cây rừng bị đạn pháo băm vằm như trộn lẫn vào nhau. Vài xác địch không kịp kéo đi vẫn nằm phơi trên trận địa. Chúng tôi ngồi chờ y tá băng bó và tiêm thuốc cho thương binh. Giờ thì mặt trời đã lặn. Trong bóng chiều, tôi thấy như có xương và cả khói thuốc súng chưa tan la đà trên mặt đất bao quanh trận địa. Trong làn xương khói chập chờn ấy, mấy cái xác địch khi ẩn khi hiện, mờ ảo tựa như còn chuyển động. Một khung cảnh thật ám ảnh. Giờ đây, khi kể lại chuyện này, trong đầu tôi vẫn hiện lên rất rõ nét những gì đã xảy ra chiều hôm đó. Đạn pháo đã cày nát cả một vùng rộng lớn. Màu đất đỏ như nhuốm máu trộn lẫn màu xanh lá cây. Những thân cây vỡ toác, tất cả bị phủ mờ trong sương chiều. Sương của núi rừng mùa mưa lạnh và ẩm xà xuống sát mặt đất, chìm xuống giao thông hào, len cả vào hầm. Mùi của trận địa sau trận đánh cũng thật ấn tượng. Đó là tổng hợp của nhiều thứ mùi. Mùi khói thuốc súng, mùi đất rừng bị đạn cày xới quanh khu vực chốt. Mùi rễ cây, thân cây, lá cây bị băm vằm bởi đạn và mảnh cối, pháo. Dường như pha phất trong gió, còn có cả mùi máu, mùi của sự chết chóc. Về đến vị trí đóng quân, ăn vội miếng cơm, chưa kịp nghỉ ngơi, đã có lệnh cáng thương chốt C6, C5. Trời tối đen, chúng tôi bám theo đường dây thông tin để đi, nhiều đoạn dốc dựng đứng. Khi lên dốc, người đi trước gần như phải bò để giữ thăng bằng cho cáng thương. Tối đó có 4 ca, 2 thương và 2 tử. Tôi và Sinh khiêng một tử sĩ đi cuối cùng. Về đến trung đoàn mới biết mình khiêng thằng Kiều Dương đồng hương cùng thôn. Nó bị thương ở ngực,
dọc đường lúc leo lên dốc cao, xác nó đã rơi xuống vực. Mỗi lần xốc nó lên, vết thương ở ngực lại trào máu và phát ra tiếng ò như còn sống. Thằng Sinh nhát gan không dám động vào, một mình tôi ôm xác nó, máu thấm ướt hết áo. Loay hoay rất lâu, đoàn cáng thương đã đi rất xa rồi mà tôi vẫn chưa đưa được thằng Dương vào võng. Bực quá, phải dọa bắn thằng Sinh, nó mới cùng khiêng. Lính Quảng Nam nổi tiếng gan lì, sao lại tòi ra một thằng như Sinh? Sau chiến dịch, về lại Đức Cơ, nó đã đào ngũ. Chưa bao giờ mà lính đào ngũ và tự thương nhiều như những ngày tháng đó. Thông tin lên cả đài BBC. Ngẫm cho cùng, con người mà, ai chẳng ham sống sợ chết. Ở chiến trường, sống chết cận kề, chỉ cần lui về phía sau là cuộc sống bình yên. Cám dỗ đó không dễ gì vượt qua. Đặc điểm của giữ chốt, vị trí của mình là tọa độ chết. Địch đã căn chỉnh tầm hướng sẵn. Do vậy mà lính chốt liên tục đối mặt với cối pháo. Đi kèm với nó là những đợt tấn công dai dẳng. Bọn lính lác chả có thông tin, nghe hóng hớt từ các tham mưu con thì biết đại khái là địch tập trung quân cả sư đoàn ở hướng trung đoàn mình đảm nhiệm. So sánh lực lượng hai bên, địch chiếm ưu thế áp đảo. Chẳng biết có đúng vậy không, chỉ biết là ác liệt quá, thương vong nhiều quá, không ngày nào không có thương binh tử sĩ. Suốt một tháng đánh nhau, lính ở các chốt hầu như đã kiệt sức. Những khuôn mặt hốc hác với nước da đỏ quạch màu đất đỏ, mắt trũng sâu vì thiếu ngủ, tóc râu tua tủa, quân phục lầm đất, ẩm xì, hôi hám, rách nát nhiều chỗ vì đã mục. Ngày ba bữa cơm vắt, chẳng mấy khi được ăn cơm nóng. Đói mà chẳng nuốt nổi cơm, vì cơm vắt mà ăn với bột canh, hay sang hơn là ruốc thịt lợn, bao bì ghi như vậy. Nhưng đó chính là thịt heo chả bông. Món thịt chả bông này gây ấn tượng mạnh cho lính, vì nó rất mặn, bốc một nhúm lên, rũ nhẹ cho muối rụng bớt, rồi mới dám ăn. Chẳng còn chút hương vị nào của thịt, nó giống như bông gòn tẩm muối. Để qua cơn đói, may ra còn chút mì tôm. Loại mì không bao bì mà lính gọi là mì ở chuồng. Nó cùng với món bông gòn kể trên là của hậu cần quân khu 5 sản xuất, đổ nước lạnh vào cho nở ra rồi dốc tuột vào miệng. Ôi đời lính, những lúc này sao mà thèm một bữa cơm nóng, có bát canh rau, thèm một giấc ngủ yên lành, thèm được tắm, được thay một bộ đồ sạch, thèm một ngày bình yên không tiếng súng. Đang đánh nhau tối mắt tối mũi thì hậu cần trung đoàn cấp cho tiểu đoàn 2 con bò chở thẳng tới trận địa. Bọn tôi dắt bò đi dưới tầm cối pháo của cả quân ta và địch. Mấy con bò chưa quen với tiếng pháo, nhiều lần lồng lên vì sợ. Dắt bò về đến nơi đã có 2 anh lính Bắc chờ sẵn. Hồi đó có hỏi tên, nhưng bao nhiêu năm qua rồi, giờ quên mất. Đây là 2 tay chuyên mổ bò cho tiểu đoàn, bọn tôi chỉ là thợ phụ. Đang lúc chiến trận, 2 chú bò được tiễn về thế giới bên kia bằng 2 phát súng. Một cái chết khá nhẹ nhàng. 2 con bò được giải quyết nhanh chóng, chỉ lọc lấy thịt và xương chia về cho các đại đội. Phần còn lại là chân, đầu, bộ lòng và da đem chôn. Mang thịt cho anh nuôi xong, tôi về. Vừa nằm nghỉ được một lát thì có lệnh cáng thương ở chốt C5. Tưởng được nghỉ ngơi chút rồi ăn trưa, một bữa trưa rất đáng chờ đợi vì đã quá lâu rồi chưa được ăn bữa nào cho ra hồn. Nhưng lính mà, biết làm sao được, có lệnh là đi, vậy thôi. Tôi và thằng Công đến, cùng lúc anh nuôi mang cơm lên chốt. Thường thì anh nuôi chỉ mang cơm nước lên chốt vào sáng sớm, nhưng hôm nay thật đặc biệt, cơm canh nóng sốt và món thịt bò xào. Lẽ ra bọn tôi sẽ đưa thương binh xuống ngay,
Nhưng anh chàng thương binh, dù vết thương ở đùi khá nặng, vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra mùi thịt bò. Anh Vóc bảo, chúng mày chờ cho nó ăn miếng thịt. Tội, đói khổ cả tháng nay, có miếng thịt chưa được ăn đã bị thương. Anh cũng bảo tôi và thằng Công ăn cơm luôn. Nhưng tôi và Công đã cương quyết từ chối, dù nước miếng cứ liên tục ứa ra khi nghe mùi thịt bò. Cáng Thương đến phẫu trung đoàn, quay về đã quá trưa. Bụng đói cồn cào, hai thằng Lục Cơm anh em để phần ra ăn. Cơm nguội ngắt, thịt bò xào đã đóng mỡ trắng. Tôi rủ Công mang xuống bếp hâm lại rồi ăn ở đó luôn. Thấy bọn tôi loay hoay hâm thịt, thằng Trò nói, đưa đây, tao múc thêm thịt nóng cho ăn, khỏi thổi lửa hâm. Thằng Trò vụt cái vá to vào son 20 trên bếp, múc cho bọn tôi hai vá đầy thịt bốc khói, và lấy cái son 5 múc thêm cho ít canh xương hầm, rồi giục bọn tôi mang về. Chắc là nó sợ bọn tôi ngồi đó ăn, có người trông thấy phê bình anh nuôi. Đói bụng, nước xương hầm ngọt lịm, húp vào một miếng, trôi đến đâu biết đến đó, tỉnh cả người. Hai thằng ăn sạch phần cơm thịt, lẽ ra phải 5 người ăn. Ăn xong lại được ngủ một giấc đến chiều, tỉnh dậy, thấy người khỏe hẳn ra. Ồ, tác dụng của một bữa cơm ngon và đầy đủ dưỡng chất không phải nhỏ. Chẳng phải ngẫu nhiên mà giữa chiến dịch, hậu cần trung đoàn chở rau đậu bí bầu cùng với hơn chục con bò qua bồi dưỡng cho lính. Một tuần sau bữa thịt bò, có tin từ các tham mưu con rằng quân của trung đoàn 31 sẽ lên phối hợp với trung đoàn mình. Bọn tôi Cáng Thương về trung đoàn cũng thấy có hiện tượng lạ. Quân cao xạ 37 ly kéo lên khu vực của trung đoàn đóng quân, hình như còn có cả đặc công. Chưa biết có chuyện gì, nhưng thấy quân ta tăng cường là mừng rồi. Mấy tên tham mưu con vậy mà giỏi, quả nhiên có quân 31 lên thật. Trung đoàn tôi vẫn giữ chốt, còn trung đoàn 31 sẽ là mũi vu hồi phía sau quân địch. Hai trung đoàn thiện chiến đã hình thành thế gọng kìm. Quân Pốt sợ vỡ mật rút chạy. Cánh quân Pốt bám ở chốt C7 đã chạy không kịp. Bọn tôi được một phen xem quân 31 ép quân Pốt rút xuống thung lũng. Lính C7 mấy hôm trước đi dưới thông hào còn phải khom người, nay đứng thẳng trên hầm chỉ trỏ, khi thấy cảnh quân Pốt chạy dưới thung lũng bị 37 ly trúc nòng bắn tà âm để truy đuổi. Hầu như tất cả cánh quân này đều bị tiêu diệt. Nói hả hê thì hơi ác, nhưng với những người lính nằm trong chốt từng bị chúng ngày đêm quấy nhiễu bằng đủ mọi cách, hết cối pháo lại thay phiên nhau từng nhóm nhỏ tập kích suốt đêm, bọn Pốt cũng rất ma mãnh, biết rằng quấy phá như vậy sẽ làm cho lính chốt căng thẳng, vì không biết lúc nào bọn chúng sẽ đánh. Quấy phá làm cho lính ta xuống sức. Vài ngày sau, chúng lại tổ chức đánh lớn, cứ vậy triền miên. Giờ thấy bọn chúng bị lùa chạy như vịt thì hả hê là từ chính xác nhất để diễn tả tâm trạng của quân C7 lúc này. Thật thần kỳ, mới hôm qua địch còn ngang nhiên gõ son nồi, réo gọi quân ta là thiếu nhi Hà Nội. Muốn là đánh, không muốn thì nghỉ, chiếm thế thượng phong hoàn toàn. Chỉ trong chớp mắt, vai trò thay đổi, kẻ phải rút chạy bây giờ là quân Pốt. Chẳng biết thế trận đã diễn biến thế nào, các vị chỉ huy đã điều binh khiển tướng ra sao. Chỉ biết rằng bây giờ gánh nặng như được rũ bỏ. Cả ba chốt của tiểu đoàn đều không còn bị địch đeo bám. Lính tráng được tự do tắm giặt, được hai ngày nghỉ ngơi. Hôm sau, cả tiểu đoàn gùi đạn cho K1 đánh. Xong trận đánh này, toàn trung đoàn rút về hậu cứ củng cố. Ai có ngờ rằng đây là lần cuối cùng chúng tôi ở hậu cứ Đức Cơ. Đà Nẵng, 16 tháng 5, 2020. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.